Xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em tiếp tục lên sóng một con máy rửa bát Panasonic, một cái dòng mà máy rửa bát được rất nhiều các bác khách hàng ưa chuộng. Giá cả thì rất hợp lý, mẫu mã thiết kế gọn đẹp. Địa chỉ của em thì ở huyện Đông Anh, Hà Nội các bác nhé. Kênh YouTube Giang Vũ Hoàng, số điện thoại 0989897559. Số điện thoại này bao gồm cả Zalo và Facebook. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác alo trực tiếp cho em nhé, cho nó dễ. Rồi nhiều khi là nhắn Zalo có khi 1-2 hôm mới để ý đến tin nhắn, cho nên là nó cũng làm quá trình giao dịch nó chậm đi. Để các bác nào mà mới xem kênh của em thì các bác hãy đăng ký kênh giúp em nhé, để có những cái mặt hàng mới hiển thị lên thì các bác có thể nhìn thấy ngay. Các bác cho em xin một like để tăng cái độ tương tác của kênh lên. Ở trên hình ảnh các bác là một cái con máy TM5 các bác nhé. Nhiều bác khi mua hàng của em thì cứ hỏi là máy có đẹp không, thì em nói luôn quan điểm là như này này. Em rất khi là mô tả máy là bao nhiêu phần trăm, vì thực sự ra một cái máy bao nhiêu phần trăm nó không có cơ sở gì để mình đánh giá được. Này, em có thể bảo là 90 nhưng bác có thể bảo 50, cho nên nó rất là khó. Em bán là chủ yếu như trên clip. Đấy, còn các bác nào có thắc mắc gì thì có thể hỏi thêm. Chứ còn hỏi đẹp không vậy, có người thì có khi chỉ một chấm nho nhỏ xước thôi cũng bảo là không ok, không đẹp, phải mua máy mới. Có người thì chấm xước rất là nhiều vẫn ok. Cho nên quan điểm bán hàng của em nó cũng rất là rõ ràng là hình ảnh như trên clip, còn chất lượng thì em bảo hành thoải mái. Đấy. Còn con nào thì em bảo đẹp thì đấy là quan điểm đẹp của em thì là đẹp. Còn các bác nhiều khi kỹ tính hơn thì nó cũng rất là khó cho cả hai bên, đúng không ạ? Đây, ví dụ như một con máy TM5 này. Đối với em, một con TM5 này các bác nhé, em nói luôn đây nó là một con xuất sắc luôn. Đấy, theo quan điểm của em là người bán hàng lâu. Vì để một con TM5, con này các bác nhé, con này không làm một cái gì cả. Đấy, con này về là vấn đề là chỉ có lau chùi đánh bóng thôi. Kể cả phần lưng các bác nhé, phần lưng vẫn nguyên. Đấy, thì tùy mỗi người có một quan điểm, có người thì phải thích sơn nó long lanh hết, nhưng có người thì chỉ thích nó mộc mạc thô như vậy thôi. Thì con này đây chính là một con thô mộc mạc như vậy, về nhà chỉ có đánh bóng, lau chùi, vệ sinh hình thức bên ngoài, nội thất bên trong. Đấy, ruột máy bảo dưỡng spa lại để cho làm sao mà các bác mua hàng cũ các bác phải là dùng ổn định. Đấy, còn các bác nào ưa hình thức thì có thể là mình sơn xi lại hết cho nó đẹp, cũng có con sơn lại hết thì rất là đẹp. Nhưng có con thì nó chân phương mộc mạc như con này. Đấy, một con máy bãi mà chân phương mộc mạc như con này thì thật sự với các bác nó là xuất sắc luôn đối với em. Em để số 2 nhé, TM5. Đấy các bạn này. Đấy. Về kích thước con này là rất phù hợp để cho các bác lắp ở trên bệ bếp. Đấy, vì là chiều cao của nó có 60 phân thôi. Chiều cao các bác nhé. Chiều cao máy 60 phân, hai cánh mở dưới này. Nên chiều cao máy chỉ có 60 thôi. Đấy ạ. Không như dòng TR thì một cánh đội lên trên này nữa thành ra 65. Còn chiều ngang tất cả các máy đều như nhau là 55 phân. Chiều sâu này là 35 phân các bác nhé. Đấy. Con này nó cửa khí thoát đằng trước, nó chỉ là thoát khí dạng áp suất bên trong thôi, chứ còn cái hơi nóng nó ra gần như không có. Đấy ạ. Hình thức đẹp xuất sắc các bạn ạ. Các bác nào có nhu cầu lấy con này tuyệt vời luôn. Bên trong nội thất thì khỏi phải bàn ạ. Đấy, máy đang rửa nước rất nóng các bác nhé. Nước cuối cùng em đã đo rồi đấy, 80 độ C. Các bác nhìn từ các cái tay cửa nhé, máy rất là đẹp luôn. Chưa? Bọn này tay cửa bằng inox này, rất là chắc chắn, nó đã cải tiến so với cái đời Navom rồi. Mấy cái đời Navom này thì cái tay cửa nó yếu hơn. Đấy, nó cũng bằng inox nhưng mà nó mỏng hơn. Bọn kia nó thiết kế sau này nó dày hơn. Dòng Panasonic là một cái dòng em bán, em thấy là nó lành nhất, chả có bệnh vặt gì cả các bác ạ. Ba tay full này, hội tụ tất cả được những cái ưu việt, lấy những cái tất cả những cái tinh hoa của cái dòng Nationa lên, mua lại thương hiệu của Nationa mà. Đấy, chắt lọc những cái tinh hoa của Nationa lên mà có những cái gì mà khuyết điểm thì nó đã khắc phục rồi. Máy 6 bát con một hàng, 6 cốc.
6 đến 8 đĩa. Đây là 12 bát con các bác nhé, hai hàng mà. Chỗ này có thể xếp được 3 4 đến 5 bát lô tô. Đĩa hay được cốc gì mình úp đây tùy. Thì các bác. Con này máy vệ sinh cực sạch các bác này, đẹp long lanh nhá. Vệ sinh đẹp như mới. Đấy, em nó khẳng định các bác nào mua con này được thì mỹ mãn luôn, không phải nghĩ gì cả. Đấy. TM5 máy đẹp xuất sắc khỏi bàn. Sạch từ trong ra ngoài. Các bác nào có nhu cầu lấy con này thì các bác liên hệ nhé. Em bán 5,5 triệu. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, bảo hành 6 tháng. Ngoài thời gian bảo hành ra hỗ trợ các bác sửa chữa trọn đời. Các bác cứ mang đến em bảo hành thoải mái. Hoặc là hỗ trợ các bác sửa bảo hành từ xa. Về bảo linh kiện hỏng hóc thì nói thật sự với các bác là cái máy hỏng máy rửa bát ấy, thì nó không có cái gì đáng ngại đâu. Rửa bát Nhật này nó rất là lành, linh kiện thì cực dễ. Vì là khi bọn em nhập về các bác này, các cái máy vỡ, máy mãi nó rất là nhiều linh kiện. Đấy, vận chuyển về nó vỡ nhiều lắm. Chứ là không thiếu đồ ạ. Chính là các bác mua các cái máy mới hàng siêu thị đầu mới là khó. Vì đồ nó chỉ có trong hãng thôi. Nhưng mà bọn này thì hàng bãi về Việt Nam nó lấy thẳng cả 1,000,000 chiếc. Chả thiếu cái gì để phục vụ các bác cả. Chứ các bác yên tâm nha. Đấy, bác nào lấy con này các bác liên hệ. Sản xuất 2012 ạ. Đấy, 2012 thôi nhá. Đây thông số đây. Về cơ bản thì nó cũng như các cái máy khác thôi. Đời 2012 mã TM5. Đấy, bác nào chốt được con này các bác alo cho em. Các bác cứ alo trực tiếp cho làm việc cho nó dễ nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi.